một khoảng thời gian, LED RGB xuất hiện ở trên những hệ thống quạt, sau đó là hệ thống tản, và tới thời điểm hiện tại, tất cả những mẫu bo máy chủ, RAM hoặc bất kỳ một sản phẩm nào cũng đều được trang bị LED RGB. Thậm chí với màn hình cũng không thể nào bỏ qua được xu thế RGB. Đúng vậy, một mẫu màn hình có trang bị LED RGB. Ở phần mặt trước thì rõ ràng đây chính là không gian hiển thị, vậy thì còn nơi nào để có thể đặt ngoài sau lưng? Nhìn về mặt yếu tố cơ bản, LED RGB sau lưng thì để cho ai nhìn? Rõ ràng LED RGB là để khoe ra rằng là mình có thể có những sự lấp lánh sang trọng này, sáng loáng khi mà sử dụng. Thì với cách sử dụng thông thường, các bạn luôn nhìn trực tiếp vào màn hình, thì việc có trang bị LED RGB hay không cũng không ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn. Tuy nhiên khi mà sử dụng đúng cách thì lại khác. LED RGB đằng sau lưng không phải dùng cho mục đích các bạn vừa chơi game, các bạn vừa ngửa mặt lên hoặc là nhìn ra sau lưng xem khu vực LED đấy là gì, mà khu vực LED RGB sau lưng nó sẽ tùy thành từng dạng. Thì với màn hình của LG thì LG chọn đó chính là dạng LED ring. LED ring ở đây chúng ta là cứ tưởng tượng rằng là khi bạn xem những video livestream trên mạng ấy, những video idol hoặc là top nhảy múa thì đều sử dụng dạng LED ring. Thì với hệ thống LED này thì cho cái độ sáng nó đều và đẹp hơn. Thì với những cái sự tiện lợi mà mình có thể nói ra bây giờ là khi các bạn chơi game trong bóng tối và chỉ cần một chút ánh sáng để có thể lấy đồ đạc hoặc là để trang trí cho góc gaming của các bạn thêm phần đẹp mắt, thì quay trở lại một chút với sản phẩm mình đang có ở đây, có tên mã đầy đủ là LG GP950G, một mẫu màn hình chuyên gaming. Đây là dòng Ultra Gear và là Ultra Wide, màn hình siêu dài với tỷ lệ là 219. Nghe hơi lạ một chút bởi vì thông thường khi chúng ta sử dụng màn hình phục vụ cho nhu cầu chơi game thì nhiều người sẽ nghĩ tới ngay đó chính là sử dụng màn hình 16:9, vì đáp ứng được tất cả những yếu tố như tần số quét màn hình cao, độ trễ thấp, tấm nền xịn. Và với LG GP950G, tất nhiên chúng ta sẽ còn làm được nhiều hơn thế, thì thế mới gọi là dòng chuyên gaming. Thì với những kích thước là 34 inch, nếu như sử dụng một màn hình phẳng thông thường thì rất khó để có thể đảm bảo được cái trải nghiệm phù hợp xuyên suốt trong quá trình sử dụng. Thế nên LG đã trang bị một tấm nền cong ba cạnh viền siêu mỏng, công nghệ tấm nền là IPS, có độ sáng là cực kỳ cao, màn hình rực rỡ và có hỗ trợ tùy chỉnh màu theo tùy chế độ các bạn sử dụng, tần số quét 144Hz và có thể OC lên 180Hz. OC ở đây là khi các bạn cắm vào và sử dụng mặc định thì sẽ luôn hiển thị ở tối đa là 144Hz, và muốn lên cao hơn thì bắt buộc phải vào menu để có thể chỉnh tay lên 180Hz. Nghe thì cũng vẻ giống kha khá những mẫu màn hình trên thị trường. Vậy thì điểm khác biệt và nổi trội của LG đó chính là gì? Đó chính là việc sử dụng tấm nền IPS nhưng độ trễ màn hình là rất thấp, là 1mm G2G. G2G ở đây là gray to gray. Một số những mẫu màn hình các bạn thấy trên thị trường chỉ ghi đơn giản là 1mm, thế nhưng cái 1mm của họ là MPR gì đấy thì tương đương với 5mm G2G. Thì tất nhiên với mẫu màn hình như vậy, tức là độ trễ của sản phẩm là rất thấp và cái độ phân giải rất cao là Quad HD cộng, cụ thể là 3440 x 1440. Với những cái thông tin mình cung cấp như trên là đủ có thể thấy được sản phẩm của LG trang bị nhiều công nghệ tới cỡ nào. Về mặt sử dụng thông thường với việc chơi game FPS thì thực sự các bạn phải làm quen khá nhiều, bởi vì do đa số mọi người đều phải nhìn những cái lượng thông tin rất nhanh trên màn hình cùng một lúc trong một thời gian ngắn. Thì với cái màn hình dài như này thì chúng ta sẽ phải đảo mắt đi liên tục bên trái bên phải màn hình, và việc chuyển đổi sử dụng những cái tựa game MOBA mình nghĩ sẽ là một sự lựa chọn hợp lý hơn. Khi này thì mọi cái trải nghiệm hoàn toàn thoải mái do chúng ta có nhiều thời gian hơn để có thể theo dõi xung quanh, và nhịp độ trận đấu cũng rất chậm để giúp chúng ta có thể dễ dàng nhìn thông tin, đặc biệt nhận là những cái tựa game hiện nay đều được tối ưu cho màn hình ultra wide. Thế nên đôi khi chúng ta sẽ có một chút cái cảm giác gọi là ăn gian không gian khi chơi game, và điều này hoàn toàn là hợp pháp nha, các bạn không phải lo kiểu bị ban đâu. Một số những công nghệ bổ trợ cho chơi game như là G-Sync đồng bộ tần số quét của màn hình với FPS ở trong game, Black Stabilizer tăng cái hình ảnh tối của sản phẩm lên, tất nhiên sẽ phụ thuộc khá nhiều vào nhu cầu sử dụng thực tế của các bạn có muốn bật những cái tính năng đấy hay không. Và chúng ta sẽ kể đến những cái lợi thế của màn hình ultra wide được thể hiện như nào với các tác vụ ngoài chơi game, cụ thể hơn là những tác vụ làm việc, ứng dụng liên quan đến edit video. Thì mình sẽ lấy ở đây ví dụ điển hình luôn là phần mềm Adobe Premiere Pro. Thì với màn hình 219 thì cái timeline khi các bạn edit video sẽ dài hơn này, không gian hiển thị cũng lớn hơn và chúng ta cũng thể dễ điều chỉnh hơn. Tuy nhiên thì mình lại thấy ít người sử dụng màn hình cong để làm Photoshop hoặc những ứng dụng liên quan đến vẽ. Mình hỏi thì một số người bảo rằng là sợ sử dụng màn hình cong thì vẽ dễ bị cong. Ý kiến của các bạn thế nào về cái điều này đừng quên để lại ở dưới phần mô tả của video. Cuối cùng là thiết kế và cổng kết nối. Điểm khác biệt của mẫu màn hình LG Ultra Gear so với những mẫu màn hình LG khác đó chính là phần chân đế. Hầu hết những dòng Ultra Gear đều được trang bị chân đế dạng chữ V đa dụng, phục vụ cho nhu cầu nâng lên hạ xuống cực kỳ tiện lợi. Phần cổng kết nối thì được đặt hầu hết ở phía sau với đầy đủ HDMI, DisplayPort và USB. Mức giá đề xuất của sản phẩm là hơn 1000 đô, thế nên chắc chắn đây sẽ là một thử thách dành cho game thủ. Còn nếu bạn đã mua mà không cần phải tư vấn gì thêm, bạn quá tuyệt vời.